À, cái gì? cho xin cái pass wifi cả. Cái gì? Tao xin cái mật khẩu wifi. Mày hỏi tao À, biết rồi. Mày hỏi tao à? Không được mày ơi, cho xin cái pass wifi đi. tao? Cho xin cái mật khẩu wifi. Hả? Riêng mày tới đâu cho? Cho xin cái mật khẩu wifi. Riêng mày đi cho à? À, cho xin cái mật khẩu wifi. Tôi đã bảo riêng mày đi đâu cho à? Mẹ con chó này, tao nhịn mày lâu lắm rồi. Rồi, ôi. Sao mày sao? À, mày có đau không? Khổ quá, tao đã bảo là mật khẩu riêng mày tao cho à. Thằng này vừa hôm trước đầm tím mắt, thằng này cũng kinh lại đổi mật khẩu rồi. Nó ghét mình sao vậy? Trời. Này, mày lại đổi mật khẩu wifi à? Ừ. Mày muốn cho đấm tím mắt mày không? Tự đấm tím mắt kia mày chưa kinh à? À, mày cho tao mật khẩu wifi rồi. Ok. Muốn đấm tím mắt mày không? Tôi thích cả nhà mày đây. Thách cả nhà mày đấy. Thách cả nhà. Thách cả nhà đâu? Tao thách cả nhà mày đấy. Mày thách nào hả? Mày có đau không? Hả? Mày thách ai? Mày thách ai? Hả? Tôi khổ quá. Em đã bảo là mật khẩu wifi là tao thách cả nhà mày đấy. Yêu cái thằng này nó mình đấm nó tím mắt thằng này không biết nó khỏi chưa nhỉ? Đi vào thăm nó đi ra. Ê chắc thằng này lại chia một khẩu wifi đây, thôi đọc luôn cho nó lành. À, con chó này. Ê, mày chửi tao à? Không, em có gì đâu. Em nào chửi nhỉ? Mày vừa nói cái gì vừa xong á? À, con chó này. Mày nói lại nào? À, con chó này. Thế mày chửi tao rồi, con chó này. Em đọc mật khẩu wifi. Mật khẩu wifi á? Vâng. Tao có xin mật khẩu wifi đâu. Ô, vậy anh vào đây gì? Tao bảo tao hỏi cái mắt mày nó khỏi chưa? Ủa? Thế mày nói vừa nói cái gì? Mày nói lại nào. À, con chó này. À, con chó này. Mày chửi chưa? Hả? Lần sau nha, lần sau tao hỏi mày được nói nghe chưa? Còn tao chưa hỏi thì im cái mồm vào nghe chưa? Đừng anh hỏi mày. Mày tao hỏi thì mày không trả lời à? Nhưng mà tao hỏi mày đâu? Lão ở đâu đây này? Khẩu wifi là gì? Thôi nghỉ đấy. Lại đổi rồi cái thằng này, đổi suốt ngày đây. Tím mắt tím mồm ông kinh. Và xin phát nữa này. À. Má sao kia? Hả? À. Ô cái thằng này. Này. Này, em ơi. Ô cái con chó này mày khinh tao à? Hả? Mày. Đường thương đau đầy ái nhân gian, ai chưa qua chưa phạt lần. Chửi chưa? Cho người đánh em. Ồ, sao đánh mày á? À? Thích hỏi làm sao không?
Tao vào đây là tao mà hỏi mật khẩu wifi rồi. Thì mày phải nói chứ. Có ăn đâu ở đâu? Tao chưa hỏi nhưng mà mày phải biết là tao vào đây là tao hỏi mật khẩu wifi là mày phải nói. Hiểu chưa? Không cần hỏi thì mày phải biết. Hiểu chưa? Đọc mật khẩu wifi. Nhanh. Tao con 8. 8 con 8 này. Có thể 8 con 8 không được. Thì đọc con 8. Mày nói đàng hoàng không? Tám con tám ghi bằng chữ. Lần sau nói đàng hoàng ấy mà. To là vỡ mồm bây giờ. Lần sau có đi vào là tôi là phải đọc mật khẩu luôn thế chưa? Não ở đâu? Tôi đoán nhá. Xong rồi mình đi lếu lèo nhá. Lại mất mạng rồi. Cái thằng chó này sẽ bắt nhờ vật mọc khẩu tím mà khó khăn thế ạ. À, kìa. Mày biết là tao đang điện thoại cho người yêu mà đi lều lèo không? Mà mày lại ngắt mạng của tao. À. Anh chim một cổ bài đúng không? Ờ. Đó đây. Em đang đau mồm. Em đang đau mồm. Thì em đang đau mồm. Mày muốn nó cho vớ mồm luôn ra ngoài thích đau mồm không? Hả? À. Mày biết là hôm nay mày cố mày rủ người yêu đi lếu lèo là mẹ bao nhiêu cuộc hẹn không hả? Hôm nay này, mày lại ngắt wifi của tao đây à? Này, bây giờ điện lại là coi như là đang lếu lèo là khác mẹ rồi. Đấy. Chị em đang đau mồm. Đau mồm sao? Hả? Mày thích đau mồm này, cho mày mồm dây ra tay luôn nhé, cho mày lấy cả tay luôn. Thằng chó này nè. Lần sau cho mày chừa nhé, chừa. Mày! Mày nha, bố mày thương mày lắm, bố mày quấn dây cho sinh cho mày nhá. Nói hỏi thì đau mồm. Đau lắm anh quấn quấn đi. Mày làm sao? Đi lên viện. Không có viện thì sao được tôi thương quấn giấy cái này là được rồi, không phải quấn băng. Mai nó hỏi. Thế đọc mật khẩu wifi nào. Em đang đau mồm. Mày là thích đau mồm. Mật khẩu wifi là em đang đau mồm. Mày phải nói rõ ấy vậy thì tao biết được à? Đi nói rõ đi. Nào tôi đây. Sao đúng không? Không đúng cho được cái nút cái tay kia kìa. Em đang đau mồm à? Rồi, đấy, có tin gọi luôn này. Alo anh nghe. Hả? Em lếu lèo làm khác rồi à? Cái gì? Bây giờ tao cứ biểu à? Nhá, anh mình thương mày lắm, anh mình quấn nha nha. Anh cứ đánh em. Tao đánh mày bao giờ? Hả? Tao đọc một gói mà anh vừa đánh đây. Cái tội đấy là cái tội gây cái này này, còn cái tội này là cái tội là người yêu tao là có khác rồi. Nó đi quân gì đi em? Vì mày không đọc một khẩu wifi thì nó đi không điện tao được, nó phải điện đang làm khác. Điện đọc gì đây? Mày thích cái không? Tát mày vớ mồm mày là cầm đấy. Còn muốn đánh không đánh? Không đánh thì thôi, tao đi bà. Đọc cái mật khẩu không đọc. Cắt nước chứ. À, thằng này có nước ông ạ. Em ơi. Ồ, anh cứ mở cổ wifi đi. Không. Không. Tụi mình đi. Cút, đâu ngoài. Ờ, đâu. Ờ. Cái đứa này láo nhỉ. Ờ, láo của anh ơi, mày chưa kinh à? Mày thấy ông mày chưa kinh à hả? Mày đuổi ai hả? Mày đuổi ai? Em chỉ có chó. Con chó nào hả? Mày chỉ tao thế? Không không, cái chó nhà em. Thôi anh chỉ một nước nhá. Anh về nhá. Đọc kiểu gì cũng yên. Giúp mẹ ôi qua nhau. A few moments later. Đúng một cái phát riêng vẹn nhá. Em ơi, cho anh xin cái mật khẩu wifi cả.